xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chương trình arop đến từ dự án là Secure Chain AI ha. Thì đây là một cái chương trình arop của cái dự án thuộc về cái mảng AI ha. Rồi thì cụ thể mình sẽ đọc như sau. và Secure Chain AI, chúng tôi rất vui mừng thông báo chính thức về việc kích hoạt chương trình erop dành cho tất cả những người trên toàn thế giới. Mục tiêu chính của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của cộng đồng sôi động, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của nền kinh tế chia sẻ. Để đánh giá cao những cái người tham gia sớm thì chúng tôi rất vui được cung cấp tiền à, SK miễn phí. Rồi thì ở đây phần thưởng của chương trình Europe là 50 cái mã thông báo SK khi đăng ký và nhận 20% mã thông báo SKY cho luật giới thiệu ha đó thì để anh em có thể nhận được cái này thì anh em à, sẽ để đăng ký bằng cái email ha đó, và một số các bước để anh em có thể là yêu cầu drop đó đăng ký và xác nhận bằng email ha thì à, dưới đây nó cũng có phần xác nhận để hướng dẫn cho anh em thì à, chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau đó thì sau khi mà anh em đăng ký xong thì anh em sẽ nhận được là 50 mã thông báo SK nha thì à, Mã thông báo SK này thì khi mà anh em lấy link giới thiệu của anh em á, chia sẻ cho bạn bè thì anh em nhận thêm là 20% SKI cho mỗi lượt giới thiệu. Đó. Rồi, về phần cập nhật ví ha. Thì vì skill Chain AI đang ở trong giai đoạn test net nên hiện tại bạn không thể nhận nó trong ví của mình. Nhưng bạn có thể gửi địa chỉ ví ERC20, hai 20 của mình để sau khi khởi chạy mạng chính thì mã thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn. Đó thì hiện tại cái dự án này nó đang trong giai đoạn testnet. Đó. Thì à, để nhận được cái cái mã thông báo này à, thì mình có thể là gửi cái địa chỉ ERC20 hoặc là BEP20 à, của mình ha. Thì à, sau này khi mà mạng chính đã được à, mainnet thì à, lúc đó anh sẽ nhận được cái mã thông báo này. Thì ngoài ra trên này nó cũng có một số cái nhiệm vụ à, về các cái à, theo dõi các mạng xã hội ha. Rồi like retweet À, các cái mạng xã hội trên dự án thì anh em cũng sẽ nhận thêm cái phần thưởng SK à 50 đồng SK nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang web của dự án ha. Rồi. Chào mừng bạn đến với tương lai của Web3 được hỗ trợ bởi AI. Secu à uh, uh, chain AI là một cái nền tảng chuỗi khối được hỗ trợ bởi AI, có thuật toán công cụ bảo mật thông minh là gọi là ISE để trao quyền cho các đáp thế hệ tiếp theo và bảo mật với tốc độ ha. Bảo mật và tốc độ. Đây, một số cái đối tác ở trên đây. Hả? Rồi, ở đây một số phần giới thiệu về những cái lợi ích như là chuỗi khối nhanh và có thể mở rộng ha. À, sức mạnh của AI. Rồi, ở đây có bảo mật tích hợp ha. Một số cái tiền ích tập trung. Như là giao dịch không ga nè. Rồi à, giảm phát thì những cái sản phẩm và dịch vụ của dự án bao gồm là kiểm toán hợp đồng thông minh đó thứ hai là xác minh KC ha thứ ba là dịch vụ thẩm định thứ tư là chuỗi khối doanh nghiệp thứ năm là mạng tự do thứ sáu là dịch vụ ký quỹ ha và thứ bảy là pháp y dựa trên ai à, về cái phần pháp y dựa trên ai thì dịch vụ này cho phép nạn nhân lần ra dấu vết của tin tặc ha và giúp họ lấy lại số tiền bị mất càng nhiều càng tốt dịch vụ này cũng có thể giúp các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật. Dịch vụ tiếp theo đó là cơ sở dữ liệu danh sách đen ha. Rồi, ở đây là cái phần phân phối mã thông báo. Đó. Hợp đồng thông minh và thông báo BC sắp ra mắt ha. Tổng cung của cái dự án này chỉ có là 200 triệu cái đồng SK thôi. Trong đó thì giảm giá công khai 40% pin sale. Rồi khó thanh khoản là 45% ở bên cái Swap. Và 10% à, sẽ là khó trong một năm, đó là cái lock team lock token ha. Và 5% là dành cho chương trình Airdrop Party à, và và thông Đó. Ở đây nó có một số lộ trình. Đặt nền móng này, khởi chạy ban đầu này. Rồi tiếp thị và hội nhập. Phát triển sản phẩm ha tiếp theo quan hệ đối tác thì ở đây dưới đây là một số cái bạc nơ của dự án ha ở trong này nó có phần uh, coi mấy cái cáp nè coi cái cô co, ha đó đó là những cái uh, đơn vị cũng rất là uy tín rồi bảo mật tích hợp giảm phát sức mạnh của ai rồi về cơ bản nó như vậy ha thì đây là một dự án liên quan đến cái việc bảo mật cũng như là giúp cho cái uh, dự án được bảo mật và hoạt động trơn tru hơn đặc biệt là những cái cái phần liên quan đến cái việc mà um, xử lý các hacker cũng như là chống lại các cái những cái chương trình tin tặc à, và đồng thời cũng lần ra dấu vết để mà giúp những cái nạn nhân mà bị hack có thể lấy lại được số tiền đã mất thì đây là một dịch vụ cũng khá là hay. Rồi, thì quay lại cái chương trình Rob ha. Thì để nhận được cái chương trình Rob thì thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video, kết vào link đăng ký cho mình nha. Rồi sau khi kích vào đăng ký ha, nó sẽ hiện cái màn hình như thế này. Thì à, anh em sẽ tiến hành đăng ký cho mình. Đầu tiên anh em sẽ nhập cái dòng do anh em, chính là cái tên à, full name của anh em ha, viết hoa không dấu. Do email thì anh em sẽ nhập cái uh, email của anh em vào. Dòng thứ ba là nhập bắt buộc vào ha. Và dòng thứ tư là ref code thì anh em giữ nguyên nha. Rồi, rồi sau khi nhập đầy đủ các thông tin thì anh em chỉ bấm chữ sum up cho mình. Rồi bấm lưu ha. Rồi, tiếp tục nè. Cảm ơn bạn đã đăng ký ha. Làm ơn check email để kết vào cái link à, xác nhận email ha. Thì anh em vào um, email. Rồi, anh em vào có nếu học thư chính không có thì anh em vào thư rác ha. Anh em bấm vào cái email là à, của dự án nó gửi nè. Rồi. Sau đó anh em kéo xuống đây, anh em bấm vào cái chữ click here màu xanh ở đây nè, bấm vào. Rồi anh em mở bằng trình duyệt Chrome. Rồi như vậy là nó đã thông báo là email đã xác thực thành công ha Vui lòng đăng nhập vào bấm OK Rồi bây giờ mình sẽ vẫn đăng nhập bằng email như hồi nãy ha Đó thì à, đây là mình đã, sau khi đăng nhập vào thì nó có thông báo như này ha chào mừng nền tảng chuỗi khối CQCNI để được cập nhật và hỗ trợ thể tham gia nhóm Telegram thì em có thể là bấm vào tham gia nhóm Telegram Đó. thì trước khi tham gia nhóm telegram anh em bấm vào dấu ba ba chấm trên đầu bấm vào thêm màn hình chính ha để mình lưu lại cái trang web này rồi bấm chữ thêm đó rồi ngoài ra thì nó có một thông báo nữa ha chúc mừng bạn hiện tại là thành viên của cộng đồng secure chain và khi đăng ký bạn đã nhận được 50 mươi sk chào mừng bạn đến với tương lai của web 3 đó thì tiền thưởng đăng ký này 50 mã thông báo SK tiền thưởng giới thiệu 20 phần trăm anh em bấm tắt thông báo ra đi Vào dấu ba gạch rồi anh em vào cái phần là bảng điều khiển nè đó thì nói có cái phần là số dư SK của bạn là 50 ha đó cập nhật quý của bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ để nhận phần thưởng SK rồi ở dưới này nó có cái phần là địa chỉ MetaMask hoặc là trc ERC20 cập nhật ví có nghĩa là khi màn chính SK hoạt động mã thông báo của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến ví của bạn thì uh, anh em có thể là gửi một cái địa chỉ uh, bếp 20 hoặc là rc20 đó để anh em có thể nhận được cái mã thông báo xk này nha Thì ở đây mình sẽ uh, nhập cái địa chỉ uh, rc20 vào rồi anh em vào ví uh, metamask rồi anh em sẽ chọn cái uh, ví là ethereum mainnet network ha Đó, hoặc là anh em có thể chọn cái ví là Binance Smart Chain đó hoặc là Binance Smart Chain cũng được nha đó thì có thể là mình sẽ lựa cái ví Binance Smart Chain cũng được, anh em copy cái mã này à, anh em sao chép địa chỉ sau đó anh em dán vào này nha dán vào sau khi anh em dán địa chỉ này vào rồi, sau đó anh em bấm chữ cập nhật ví cho mình nha đó như vậy đã cập nhật thành công ha, đã cập nhật thành công rồi. thì à, cái ví này á, thì sau khi mà dự án này mới net thì nó sẽ gửi cái mã thông báo sk này à, về cái địa chỉ ví mà anh em đã cập nhật ở trên đây nha. rồi bây giờ anh em vào dấu ba gạch tiếp, anh em vào phần chương trình giới thiệu ở đây. rồi, thì ở đây à, nó sẽ có cái phần mã giới thiệu của anh em ở đây nha. đó giới thiệu của tôi thì hiện tại là chưa có ai hết, chưa ai hết ha. thì uh, bây giờ anh em bấm sao chép tham chiếu của bạn, bấm vào đây, đó, thì nó sẽ sao chép ha. sau đó anh em vào một cái nơi, một cái hội nhóm của anh em, hoặc là anh em vào cái telegram để anh uh, em uh, chia sẻ cho bạn bè ha. đó, anh em dán vào, đó, đó. thì đây chính là cái link uh, liên kết anh em dùng để chia sẻ cho bạn bè ha. Thì mỗi lượt chia sẻ như bạn cho bạn bè thì anh em sẽ nhận thêm 20% mã thông báo X-Cai nữa ha. Rồi anh em vào cái phần là... tiếp theo anh em vào lại cái phần là hồ sơ. Đó. Thì ở đây nó có cái phần cập nhật hồ sơ và địa chỉ này. À, như là ngày sinh, tên này, họ này, địa chỉ thành phố, Quốc gia. mã bưu chính. Thì anh em sẽ à cập nhật thêm một số thông tin ở trên đây nha hả để sau đó anh em sẽ lưu lại để làm cái hồ sơ của anh em rồi anh em bấm gửi hồ sơ này ha tiếp theo anh em vào cái phần dấu ba gạch lại anh em vào phần bảng điều khiển rồi thì tổng ở trên đây nó có phần tổng số người nắm giữ mà thông báo này 29.353 nha rồi rồi ở dưới đây nó có phần hỗ trợ cộng đồng xk bằng cách là hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm thêm 50 bản thông báo SK làm phần thưởng đó. thì ở đây nó hướng dẫn rõ rất là rõ cho anh em ha. anh em có thể làm một các cái nhiệm vụ như là theo dõi bình luận nè thích và chia sẻ ở à, trên này thì anh em sẽ nhận thêm cái phần thưởng SK của nó ha rồi thì video đến đây xin kết thúc ha nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo